Em nói thật đi, em xin học là vì em thích nghề sơn mài hay là muốn tán tỉnh Ngọc? Thật ra thì cả hai ạ. Ngày đầu tiên đến đây là tôi đã biết lý do chính rồi mà. Sao thầy lại biết rõ vậy ạ? Vì tôi hiểu học sinh của mình. Thầy có thể nói rõ hơn được không ạ? Tôi như là người bạn thân của Ngọc. Em có nghiêm túc đến với Ngọc không? Sao thầy nghi ngờ em? Em rất nghiêm túc với Ngọc. Chính vì em mến Ngọc, cho nên em muốn có cơ hội được tìm hiểu và làm quen với Ngọc. Bây giờ em quen rồi còn gì? Nhưng mà em thấy Ngọc kín đáo quá. Không biết Ngọc nghĩ gì nữa. Có lúc em cảm thấy như là Ngọc cũng có tình cảm với em. Có lúc thì em không tự tin được như vậy. À, hay là thầy giúp đỡ em nhé. Chuyện này tôi không giúp được đâu. Tình yêu tốt nhất là tự nhiên, chân thành. Rồi cái gì đến, nó sẽ đến em ạ. Vâng. Nhưng mà em thấy bố mẹ Ngọc... Ngọc! 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 Em chào thầy. Dương qua thăm xưởng hả? Dạ, tại có người lẳng lơ quyến rũ vợ chưa cưới của em, nên em qua đây chứ ạ. À? Dương là cái gì mà kỳ vậy? Ngọc! Dương, em đừng làm Ngọc khó xử. Vâng ạ, em chào thầy. Để anh đưa Ngọc về nhé. Thôi ạ, em đi bộ về được rồi. Mai anh xin nghỉ. Anh phải đi công tác vài tuần. Thế hả anh? Tối, Ngọc đi uống nước với anh được không? Anh có chuyện muốn nói với em. Anh nói đi, em nghe ở đây cũng được mà. Chuyện không thể nói ở đây Ngọc ạ. Mà sao em cứ lảng tránh anh vậy? Anh thực sự có chuyện nghiêm túc muốn nói với em. Đã coi nhau là bạn, em không tin anh được à? Không, không phải thế. Mà em chỉ muốn tập trung vào việc học hành. Nhưng nếu anh cần thì để tối em thu xếp xem sao. Vậy tối anh sẽ đón em nhé. Thưa thầy, em nói với thầy chuyện này được không thầy? Chắc lại chuyện riêng tư phải không? Dạ vâng ạ. Lại liên quan đến cậu học trò của em chứ gì? Dạ vâng ạ. Chuyện là anh Huy muốn mời em đi uống nước. Em từ chối nhiều lần thì sợ anh ấy ngại. Mà nếu đi thì em sợ. Đi uống nước thì có gì mà sợ. Nếu em ngại thì đến quán chị Lành uống cho sáng sủa. Thầy nghĩ chắc Huy chẳng dám làm gì em đâu. Với lại nếu em giữ đúng chuẩn mực thì chắc không có chuyện gì xảy ra cả. Vâng, nhưng là chuyện khác cơ. Có chuyện gì nữa nào? Ý em là nếu anh Huy nghiêm túc đặt thẳng vấn đề thì em không biết phải làm sao. Thì em không phải yêu đơn phương, tốt quá rồi còn gì. Em không dám quan hệ với anh Huy lúc này. Còn Dương và bố mẹ em nữa, em sợ mọi người biết sẽ làm ầm lên. Đã đi đến đâu đâu mà em phải sợ. Em phải cho mình cơ hội để tìm hiểu về người ta kỹ chứ. Để biết mình thích hợp với ai, yêu thương ai chứ. Việc để uống nước với nhau không nghiêm trọng gì cả. Bạn bè đi chơi với nhau có sao đâu. Em sợ
Em không ngăn được cảm xúc của mình mất. Hôm nay Ngọc xinh quá. Tặng Ngọc này. Em cảm ơn. Chúng mình đi nhé. Anh Huy định nói với em chuyện gì thế? Anh thích được ngồi như vậy. Cảm giác rất là hạnh phúc. Còn Ngọc thì sao? Đừng lo nghĩ gì nữa nhé. Anh xin lỗi. Anh không ngăn được tình cảm của mình đối với em. Còn em, sao lúc nào cũng như có khoảng cách với anh vậy? Vì cậu Dương phải không? Anh thấy cậu ấy không có quyền đối xử với em như chiều nay. Trong khi đã biết em từ chối tình cảm của cậu ta. Thật là lố bịch, làm cho em ngượng cả mặt nữa. Mà sao em chịu mãi thế? Chỉ một chút thôi mà anh. Rồi cũng qua đi. Nếu cần, anh sẽ nói chuyện với Dương. Ít nhất cũng cho cậu ta một bài học nhớ đời. Thôi, không cần đâu anh. Dương sẽ tự áy náy. Dương không đối xử tốt với ai được đâu. Trời ạ, bây giờ em còn khen Dương nữa hả? Thôi, mình về đi. Anh... Đi chơi với em thế này mà đến cầm tay cũng không được. Anh chết mất. Thôi, để anh đưa em về nhé. Đến giờ giải lao rồi Ngọc. Lấy cho thầy ly nước. Vâng ạ. Thầy uống nước đi thầy. Muốn làm tốt bất cứ việc gì, việc đầu tiên là em phải tập trung. Dạ vâng. Nếu em có chuyện gì khó nghĩ trong lòng thì nói với thầy nhé. Có thể em sẽ thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn. Thưa thầy, em... Có phải chuyện của cậu Huy không? Vâng ạ. Anh Huy luôn muốn thể hiện tình cảm với em. Còn em thì sao? Em vừa mong muốn, nhưng em vừa sợ thầy ạ. Em sợ gì? Em sợ sai với bố mẹ. Em hãy làm theo lý lẽ của trái tim. Nếu em thấy yêu thương, nhớ mong, chờ đợi cậu Huy hơn cậu Dương hay bất cứ ai khác, em phải đón nhận tình cảm ấy. Liệu có vội vàng quá không thầy? Trong tình yêu, không có gì là quá sớm hay quá muộn. Chỉ cần mình không ân hận về quyết định của bản thân mình là đủ rồi em ạ. Vâng, em hiểu rồi ạ. Thầy muốn em lưu ý, em phải thực tế trong cuộc sống. Những người chân chất như Dương có thể khô khan nhưng an toàn. Còn những người như cậu Huy chắc chắn sẽ phức tạp hơn.
nên cũng khó đoán định trước. Vâng ạ. Nhưng quan trọng nhất là tình yêu. Nơi nào có tình yêu, nơi đó là thiên đường. Em, anh cứ sợ em không đến, may quá. Chị Hương cứ giữ chân em mãi, em sợ bị trêu nên không dám đi sớm. À, mà anh chờ em lâu lắm phải không? Chờ em á? Anh chờ cả đời cũng được. Tặng em này. Em đừng có chê, đừng cười anh nhé. Đây là hoa dại, anh hái cả buổi chiều đấy. Đẹp quá, cảm ơn anh, em thích lắm. May quá, may mà em thích đấy. Anh thật là chu đáo. Ngọc, anh muốn nói thầm với em. Sao anh phải nói thầm? Anh nói đi. Anh yêu em. Còn em có yêu anh không? Anh biết mình không phải là người hoàn hảo. Cũng có thể có nhiều chàng trai đến với em hơn hẳn anh. Nhưng anh không thể giấu giếm lòng mình mãi được em ạ. Ngọc ạ, ngay từ lần đầu gặp em, anh chưa khi nào không nghĩ về em cả. Anh biết em vẫn còn nhiều hoài nghi về anh, vì thời gian của chúng mình ở bên nhau chưa được lâu. Nhưng anh hứa, nếu mà Ngọc bằng lòng, thì kể từ bây giờ, tất cả những việc anh làm đều vì em, vì tương lai của chúng ta. Anh Huy, em sợ những lời hứa hẹn. Anh cứ để mọi chuyện xảy ra tự nhiên, được không anh? Anh cũng chỉ nói ra những lời từ đáy lòng. Và lại, anh luôn lo sợ mình không bằng ai. Mà bên em thì luôn luôn có rất nhiều người đang theo đuổi. Nhưng em chỉ nghĩ đến có một người. Người đó là... Ngốc quá, vậy cũng hỏi nữa. Ôi, Ngọc, em làm anh sợ quá. Sao em cứ giữ khoảng cách với anh? Ngọc, anh hứa sẽ không bao giờ làm em buồn, làm em thất vọng đâu. Ngọc. Bố, bố lên có việc gì đấy ạ? Sao bố không bảo con về để cho đỡ vất vả? Tao lên xem tình hình ăn học của mày thế nào. Con gái vắng nhà biển biệt, mẹ mày cũng sốt ruột về tình hình của mày. Vâng, con vẫn bình thường mà. Giờ bố qua chú thằng Dương hỏi về tình hình học tập của mày. Tao hẹn ông ấy uống rượu trưa nay rồi. Chiều bố sẽ gặp mày. Vâng ạ. Em đang nhìn ai đấy? Bố em mới lên. Em đang định ra chợ mua ít bánh kẹo cho bố mang về. Vậy để anh lấy xe chở em đi nhá. Thôi anh ạ, em sợ mọi người dị nghị lắm. Đằng nào rồi mọi người cũng biết. Thôi được rồi, nếu em ngại thì để anh lấy xe cho em đi nhá. Vâng ạ. Em chờ anh tí. Tôi có ngờ đâu chuyện lại ra như thế này. Ngày hôm nay
tôi sẽ lôi cổ cái Ngọc về cho nó biết tay. Không học hành gì cả. Ông đừng nóng. Tuần này thi cuối kỳ rồi. Dù gì cũng để nó thi cho xong. Con Ngọc có khiếu, mà nó học hành khá lắm. Khá khẩm gì cái thứ đấy. Nó ở đây chỉ tổ cái thằng kia nó rủ dê thôi. Thôi uống đi. Bác cứ phải bình tĩnh. Con Ngọc học hành tới nơi tới chốn, bác cũng được nở mặt nở mày. Chả còn bao lâu nữa, cứ để nó học cho xong. Còn năm cuối, nó cưới xong rồi học tiếp cũng được. Bây giờ bác về quê, lo chuyện đám cưới dần đi là vừa. Để nó ở đây tôi cứ thấy lo lo. Lửa gần rơm, lâu ngày cũng bén. Tốt lành gì, rồi lại mang tiếng với nhà thằng Dương. Bác đừng lo lắng quá. Con Ngọc là đứa biết phải trái. Nó không dám làm gì bậy bạ đâu mà bác sợ. Còn thì tuổi trẻ làm sao tránh được chuyện này chuyện nọ. Biết là thế, mà tôi có thấy lo lo. Mà nhất thiết ông phải đuổi cổ cái thằng kia ra khỏi xưởng cho tôi nhờ. Tôi biết rồi. Chuyện ấy tôi cũng đã tính đến rồi. Tội nghiệp. Mấy ngày hôm nay, thằng Dương cũng lo lắng chuyện này lắm. Thôi, để tôi xuống xưởng nói chuyện với con Ngọc ngay. Bác đừng nóng. Để hết giờ là việc đã. Con Ngọc. Con Ngọc đâu? Bố. Ra đây tao bảo. Có chuyện gì thế bố? Còn có một ít quà cho bố mang về. Không có quà cáp gì hết. Mày đi gọi thằng Huy về đây cho tao. Tao phải nói chuyện với hai đứa chúng mày. Bố. Thưa bố. Cháu chào bác ạ. Đây là anh Huy ạ. Không lôi thôi mất thời gian. Ai là bác của anh? Anh đáng tuổi chú con Ngọc mà đi dụ dỗ nó. Anh không biết xấu hổ à? Tao ra lệnh ngay từ giờ phút này, chúng mày phải chấm dứt quan hệ ngay lập tức, rõ chưa? Vâng, thưa bác. Cháu chỉ hơn Ngọc có vài tuổi thôi ạ. Xin bác chấp nhận, cháu và Ngọc yêu nhau thật lòng ạ. Thật lòng tiên sư nhà anh. Con Ngọc nhà tao đã có nơi có chốn rồi, mà mày đi dụ dỗ đó nghĩa là sao? Bố mẹ mày dạy mày thế à? Bố ơi. Im đi. Cả mày nữa. Tao cho mày ăn học đàng hoàng, mà mày đi trai gái sau lưng tao hả? Mày định bôi gió chát cháu vào mặt bố mẹ mày hả? Đúng mất dậy. Xin bác đừng có chửi Ngọc. Chúng cháu yêu nhau hoàn toàn trong sáng bác. Mày câm việc ngay. Cái thứ sướng ca vô loại như mày, lấy nó ra thật lòng mới trong sáng hả? Con Ngọc kẻ tao ngu muội nên mày mới lừa được nó, chứ làm sao qua mặt được tao. Bác đừng nói như thế ạ. Cháu thật sự yêu Ngọc, và cháu sẽ chăm sóc cho Ngọc đầy đủ bác ạ. Mày câm miệng ngay cái giọng điều giả của mày đi không hả? Bố ơi, con xin bố. Sao bố lại làm như vậy hả bố? Mày nữa. Đáng lẽ ra tao bắt mày phải về ngay lập tức, nhưng thầy hiệu trưởng bảo mày phải ở đây, phải thi cho xong. Tao đã nhờ người ở đây để mắt trông coi mày rồi. Cái thằng mất dạy này, đừng hòng bước chân đến xưởng nữa. Nếu mày còn lén lút qua lại với nó, tao sẽ lôi cổ mày về ngay lập tức, rõ chưa? Thi xong phải về ngay. Mày còn chần chừ chết với tao. Lần này mà không lo cưới xin cho tử tế, tao cạo đầu bôi vôi đấy. Cháu xin bác. Bác ơi, cái này lỗi là do cháu. Cháu xin bác, đừng bắt Ngọc nghỉ học bác ạ. Mày lo cái thân mày. Tao mà thấy mày tư tình với con Ngọc nhà tao một lần nữa thôi, thì tao sẽ lên tận nhà văn hóa kiện mày tội dụ dỗ con tao đấy. Bác, rõ chưa? Tôi mà anh. Còn mày nữa, đứng đây làm gì? Về phòng mày. Đi. Mày đứng lại. Tao có chuyện muốn nói về mày đây. Vợ.
Bác muốn nói gì ạ? Con Ngọc nhà tao về lần này sẽ lấy chồng ngay lập tức. Chúng nó đã đính ước với nhau rồi. Nếu như mày còn một chút danh dự thì đừng lén lút tìm cách gặp nó nữa. Tao mà bắt gặp, chặt que chết cả hai đứa. Rõ chưa? Cháu yêu Ngọc. Dù thế nào, cháu cũng không để mất cô ấy đâu ạ. Nếu bác thương Ngọc, mong bác hãy để cô ấy tự quyết định hạnh phúc của mình. Đúng là mồm mép của bọn vô loài. Mày nghe đây, những lời tao nói ra ấy, không bao giờ thay đổi. Mày cứ liệu thần hồn đấy. Cơm nước nhà cửa không lo, làm cái chó gì mà giờ này mới về? Lại ngồi lê đôi mách chứ gì? Mình lại uống rượu rồi. Cứ có cái chuyện gì bực mình thì mình lại trút lên đầu vợ đầu con. Người ta đi làm từ sáng đến giờ đã không giúp thì thôi. Cô đừng có đứng đấy mà lắm mồm. Tôi còn lạ gì cái ngữ đàn bà các cô nữa hả? Cơm nước mau lên, tối còn sang nhà thằng Dương nói chuyện. Có vội quá không hả mình? Không vội à? Không vội thì đợi con cô nó phướn bụng ra mới sao nói chuyện với nhà người ta, để người ta chửi vào mặt tôi hả? Em xin mình, con cái như thế nào mình còn lạ gì nữa. Tôi chẳng hiểu con mẹ gì cả. Tôi chỉ biết nó tơ tình với thằng Sướng Ca vô loài đấy. Con gái gì mà mới lớn mà đã thèm dài. Đúng là cái đồ. Chửi con bé cả ngày thế, không sợ hàng xóm người ta nghe thấy hết à? Ông cứ ầm ĩ như thế, người ta có chê con Ngọc là cũng vì ông hết đấy. Thế nó ngu dốt đần độn thì tôi sung sướng lắm hả? Biết thế đừng hòng tao cho ăn học. Con với cái tiền sư chúng mày. Vào đi. Này, vào sưởng đi, đứng đây làm gì? Ừ. Vào trước nhá. Hôm qua bố nó lên đánh cho một trận cấm bất huy nữa. Ngọc. Ngọc ơi, đợi chị. Làm cái gì mà đi nhanh thế? Chào Hương. Anh Huy. Tôi xin lỗi. Ngọc, em muốn trốn anh mãi sao? Anh muốn nói chuyện với em, anh xin em đấy. Thôi, anh về đi, em không muốn bố em nổi giận đâu. Vậy chả lẽ em muốn chúng mình kết thúc mà không nói với nhau một lời sao? Thôi thế này, bây giờ anh Huy cứ về trước. Đứng giữa đường thế này nói chuyện không tiện. Để tối... tối em đưa Ngọc lên bờ đê hóng mát. Anh lên đấy trước đợi, cho mọi người đỡ bàn tán ạ. Ừ, vậy thì cảm ơn Hương nhé. Dạ vâng ạ. Chào hai em. Gớm. Lúc người ta đến thì bỏ trốn. Người ta vừa đi một cái thì hồn vía bay theo luôn rồi. Em chỉ sợ người này người kia thấy rồi lại nói với bố mẹ em. Bố em khó tính lắm, lại không cần biết phải trái gì hết. Thì muốn thế nào cũng phải gặp nhau để nói chứ. Mà em định chia tay thật à? Chắc phải thế thôi chị ạ. Chứ em mà không nghe lời thì mẹ em phải chịu khổ nhiều nhất. Mẹ em chịu khổ nhiều lắm rồi. Đi em.
vì bố em chưa hiểu được anh, cho nên bố em cấm đoán chúng mình yêu nhau. Nhưng mà anh tin ông cụ sẽ suy nghĩ lại. Em đừng vội bỏ cuộc nhé. Em không thể cãi lời bố. Từ nhỏ đến giờ, lời bố nói là lệnh đối với mẹ con em. Thời đại nào rồi mà em còn cứ nhất nhất nghe theo sự sắp đặt của người khác vậy? Hơn nữa, ông ta đâu phải là bố đẻ của em. Bố em nuôi em ăn học từ bé, nên cũng là bố rồi. Em không thể không nghe lời. Em cũng không muốn mẹ phải chịu khổ thêm vì em nữa. Trời ơi là trời! Em về đây. Ngày mai em về quê rồi. Không hiểu là còn chuyện gì nữa. Anh hãy quên em đi nhé. Ngọc! Anh sẽ chờ em. Anh không còn cách nào khác là chờ em đâu. Mẹ có cái Ngọc đâu? Ra đây tôi nói chuyện. Bố. Ngồi đây. Người lớn đã bàn bạc xong cả rồi. Con Ngọc có nhất trí làm đám cưới ngày 21 tháng sau với thằng Dương không? Hả? Con còn phải đi học mà bố. Học hành thế đủ rồi. Cả cái làng này còn mấy đứa học hết cấp 2 đâu. Mày phải nghe lời tao, vui vẻ mà cưới thằng Dương. Tìm được người tử tế như nó không dễ đâu. Đấy, hỏi mẹ với bác mày xem, nó tử tế với nhà này như thế nào. Thế cháu muốn làm sao? Cứ nói cho bố biết. Con không muốn lấy Dương. Không lấy nó thì mày lấy ai? Lấy cái thằng dở người dở quỷ kia chắc. Không có lằng nhằng gì hết, tao đã quyết rồi. Mình cứ bình tĩnh rồi đả thông cho con sau. Bố nói thế cũng là vì tốt cho con. Thôi, con Ngọc xuống ăn cơm đi. Chuyện cưới xin để người lớn lo. Vâng. Chào Hương. Anh Huy. Ngọc nó về quê rồi anh không biết à? À, tiện gặp Hương ở đây. Cho tôi gửi lá thư cho Ngọc. Anh Huy sắp đi đâu à? Ừ, lần này chắc tôi đi hơi lâu. Vì tôi không muốn làm cho Ngọc khó xử. Anh đừng trách nó. Nó cũng khổ tâm lắm anh ạ. Ừ, tôi hiểu mà Hương. Vậy Hương giúp tôi nhé. Vâng ạ. Cảm ơn Hương. Thôi tôi về luôn đây. Dạ chào anh. Chào Hương. Con ạ, không ai tốt với con như thằng Dương đâu. Ông bà nói rồi, phụ nữ nên lấy người yêu mình. Con đừng để mọi sự lỡ làng rồi lại ân hận. Nếu con thương mẹ, muốn mẹ sống yên ổn trong cái nhà này, thì con đừng tơ tưởng gì đến thằng Huy nữa. Nó chỉ biết hát hỏng, con không thể lấy một người như thế được. Ngọc, cả đời này anh chỉ yêu một mình em thôi. Không có em, anh cũng chẳng thiết sống làm gì nữa. Anh hứa sẽ đem lại hạnh phúc cho em. Ngọc, em đừng rời xa anh nhé. Từ giờ đến ngày cưới, cấm con Ngọc không ra khỏi nhà. Cứ ở yên đấy cho tao. Mua bán gì đã có mẹ mày lo.
Mày mà không nghe lời tao thì đừng có trách tao. Nhưng anh hứa, nếu mà Ngọc bằng lòng thì kể từ bây giờ tất cả những việc anh làm đều vì em, vì tương lai của chúng ta. Bác. Ôi. Bố mẹ con sang nhà thằng Dương từ tối đến giờ. Sao vẫn chưa về không biết. Con đang nghĩ gì đấy? Bác thấy con lấy thằng Dương cũng tốt mà. Dù gì hai đứa cũng thân nhau từ nhỏ. Con quý Dương, nhưng chúng con chỉ có thể làm bạn. Sao lấy nhau được hả bác? Hồi bác lấy bố con, thậm chí còn chưa gặp lần nào. Thằng Dương nói yêu thương con thật lòng. Lấy nó, con sẽ đỡ khổ Ngọc ạ. Nhưng con... Bác thì chưa gặp cậu Huy, nhưng bằng linh cảm, bác thấy cậu ấy không phù hợp với con. Đàn ông mà có máu nghệ sĩ, lại nay đây mai đó, yêu thì mãnh liệt, nhưng cưới lại chán ngay đấy con ạ. Anh Huy không phải là người như vậy đâu bác. Anh ấy rất chín chắn và thương con lắm. Lúc yêu, đàn ông nào chả thế hả con? Nhưng khi có được rồi, họ chẳng xem mình là gì đâu con ạ. Con còn đi học. Với lại, con cũng muốn ra trường, đi làm vài năm để phụ giúp bố mẹ với bác. Rồi mới nghĩ đến chuyện chồng con. Giờ, bố con bắt con lấy Dương đột ngột như vậy. Con buồn lắm. Bác cũng thấy bắt con bỏ học giữa chừng để lấy thằng Dương khó coi làm sao ấy. Ừ. Để đấy bác lựa lời, nói chuyện với bố xem sao nhá. Thật hả bác? Bác nhờ nói giúp con nhá. Với điều kiện, con không được qua lại với thằng Huy. Phải lo học hành cho đàng hoàng. Ra trường phải đồng ý lấy thằng Dương ngay. Có được không? Ê Dương! Gì đấy? Điền liên hoan chưa thấy thằng Điền không? Thôi, chúng mày cứ vào quán trước đi. Tao có hẹn với Ngọc rồi, hẹn hôm khác gặp nhá. Sắp lấy vợ à? Chứ đâu vào đâu. Nhưng mà mày đừng có tung tin đồn nhá, tụi nó trêu tao đấy. Thôi đi, giấu anh em làm gì nữa. Chuyện con Ngọc yêu thằng nhạc sĩ đồn ầm cả trường rồi. Ông Hưng bố nó bắt nó về lấy mày đấy. Chúng mày biết cái gì mà nói? Vớ vẩn. Ngọc buồn à? Tại Dương hay sao? Nếu mà Ngọc không thích Dương ở điểm nào ấy, thì Ngọc cứ nói đi, để Dương biết mà Dương sửa. Chứ mà Ngọc cứ buồn buồn như thế này, làm Dương khó nghĩ lắm. Ngọc biết Dương rất tốt với Ngọc. Đối với Ngọc, Dương cũng là người bạn thân nhất. Nhưng để lấy nhau thì Ngọc thấy không được. Có phải Ngọc yêu người ta nên mới không lấy Dương có phải không? Ngọc cũng không biết nữa. Điều Ngọc muốn nhất bây giờ đó là học cho xong rồi mới nghĩ đến chuyện lấy chồng.
Giá như mà có thể bé mãi thì hay biết mấy. Dương không cần phải tranh giành Ngọc với ai, và Ngọc cũng sẽ không chơi thân với ai khác ngoài Dương. Dương cũng thân với An mà, sao Dương không lấy An đi? Không hiểu vì sao Dương rất là thương Ngọc, kể cả là khi Ngọc có cần Dương hay không. Tôi ấy thì trước sau như một. Tôi cho rằng cứ để cho con Ngọc học xong thì mới cưới, mà cũng chẳng còn mấy tháng nữa. Ngược lại, con Ngọc cũng phải hứa không được qua lại với thằng Huy. Thế là tốt cho tất cả. Còn ý cô thế nào? Em thấy ý chị Xuân thì tốt quá rồi. Em có bao giờ muốn con nó nghỉ học giữa chừng đâu. Thế còn mày? Vâng thưa bố, con cũng muốn học cho xong ạ. Thằng Dương có nói với tao là muốn để mày học cho xong rồi mới cưới. Bây giờ cả nhà cũng mong muốn như thế, để cho mày khỏi mang tiếng với thiên hạ là bỏ học giữa chừng. Dạ. Nhưng tao muốn nghe chính miệng mày nói, nếu lên trên đấy học thì mày còn lén lút gặp thằng kia nữa hay không? Dạ. Kìa Ngọc, con trả lời bố đi. Vâng, thưa bố, con hứa sẽ chỉ tập trung việc học, không gặp anh Huy nữa đâu ạ. Được, tao cho mày đi lần này là vì có sự đảm bảo của bác Xuân mày, của thằng Dương và cả của mày nữa. Nếu mày làm trái những lời mày nói thì đừng bao giờ vác mặt với cái nhà này. Lúc đấy không những là tao từ mày, mà cả cái nhà này cũng tan nát hết. Mày nhớ chưa? Vâng, thưa bố. Bác Sử nghỉ tay đi ăn cơm đi. Đi ăn đi ông ơi. Mọi người tích cực quá nhỉ. Bọn em đi ăn đây ạ. Ừ. Đi cháu. Dạ. Ngọc, em đang tập trung hay lơ đãng đấy? Vâng. Sao em không đi ăn trưa với mọi người? Thầy đi ăn trước đi ạ. Em chưa thấy đói. Trưa nào em cũng nhịn. Định biến mình thành bộ xương khô sao? Thầy đừng có lo cho em. Em ăn không nổi đâu ạ. Bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải học cách làm chủ bản thân mình chứ. Vẫn phải ăn, mà suy nghĩ, hành động cho đúng chứ. Chuyện của Huy sao rồi? Sao mấy hôm nay thầy không thấy Huy đến học vậy? Không thầy ạ. Bố em ngăn cản anh ấy đến học. Sợ bọn em gặp nhau. Kể cũng tội nghiệp. Chuyện của em với anh Huy, em không biết phải giải quyết thế nào thầy ạ. Quan trọng là em muốn giải quyết ra sao? Em thấy chán nản. Bố em cho em học xong, với điều kiện là em phải chấm dứt quan hệ với anh Huy. Em phải cố tránh mặt anh ấy. Không thì không biết chuyện gì xảy ra thầy ạ. Vậy em chấp nhận nghe lời của bố em à? Em chỉ nghe để học cho xong đã. Nhưng sau đó phải lấy Dương thì em không muốn. Nhiều lúc em muốn bỏ đi với anh Huy, nhưng lại không dám. Thầy ơi, thầy khuyên em nên làm thế nào ạ? Thầy. Vậy thì trước mắt em cứ học đi đã, rồi thì xem thời gian thế nào. Dù sao em cũng nên bảo vệ tình yêu của mình. Có rất nhiều người sống bất hạnh chỉ vì cả cuộc đời không sống được với người mình yêu đấy em ạ. Thôi, đi ăn đã. Nghe lời thầy đi. Đi nào em. Trời bất điện này. Đặng đẹp quá. Làm gì có. Đặng kẹt. Bầu nước đi. Đặng kẹt.
Ngọc, anh Huy đến đấy. Anh đợi em ngoài kia kìa. Thôi, thôi chị à. Chị bảo anh ấy về giúp em đi. Em không gặp được đâu. Nhưng mà trông mặt anh ấy tội nghiệp lắm. Vết thương ở trên đầu, chị nghe nói là hôn mê mất mấy ngày mới tỉnh đấy. Trời ơi, anh ấy có sao không hả chị? Chị cũng không rõ nữa. Nhưng trông mặt mũi tội nghiệp lắm. Này, hay là em ra gặp anh ấy nói vài câu thôi. Anh ấy bảo là không gặp em là không về đâu. Không được mà chị. Bố em mà biết thì giết em chết mất. Em xin chị ra chị bảo với anh ấy là em không muốn gặp nhá. Em xin chị đấy.